Chính chủ cần bán nhà xây mới 5 tầng tại Hà Trì, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Thì hiện tại tôi đang đứng ở phía cổng của ngôi nhà đây để cho mọi người có thể thấy là đường rất là rộng. Đấy, ô tô có thể là đỗ ở tận cổng và chúng ta là có thể đỗ cả ô tô ở trong sân này nữa. Đấy, sân rất là rộng. Thì dự án này là được chính chủ đầu tư ở bên công ty chúng tôi xây dựng và thiết kế. Ở trong cái khu vực này thì là có tổng là 6 căn nhà được xây theo hình thức liền kề. Đấy, đã bán 4 căn và bây giờ là còn 2 căn nữa. Thì tôi sẽ giới thiệu chi tiết một căn mẫu để cho mọi người là có thể hình dung luôn. Đấy, như chúng ta có thể thấy đây, đây là đường ở phía trước của ngôi nhà. Đường rộng 2,5m. Đây, và cách với khu vực để ô tô là chỉ khoảng tầm 15m thôi. Rất là rộng, rất là thoáng. Đây, hiện tại là tôi đã đứng ở phía trước của ngôi nhà đây. Ngôi nhà có hướng chính là hướng đông bắc. Diện tích trên sổ đỏ là 30m2 và được thiết kế xây dựng là 5 tầng. Bao gồm là 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng thờ, 1 sân phơi và 4 nhà vệ sinh. Đấy, thì hiện tại tôi đang đứng ở phía trước cửa của ngôi nhà đây, mọi người có thể thấy là toàn bộ ngôi nhà đã hoàn thiện xong hết rồi. Cái hệ thống cửa ở phía trước nhà thì sẽ bao gồm là một cửa chính và một cửa phụ. Thì cái cửa chính này thì có lớp bên ngoài là bằng sắt hộp sơn tĩnh điện và lớp bên trong là sử dụng là bằng cửa gỗ lim Nam Phi. Cửa sổ phụ đây thì là được sử dụng là bằng cửa nhôm hệ Việt Pháp. Toàn bộ hệ thống mặt tiền của ngôi nhà này đều đã được ốp gạch granite hết, đảm bảo là cái tính thẩm mỹ và tính bền đẹp của cái mặt tiền. Thì sau đây tôi sẽ giới thiệu chi tiết ở phía bên trong từng tầng và từng phòng của ngôi nhà cho mọi người có thể hình dung được luôn. Thì đây là tầng 1. Thiết kế của tầng 1 là sẽ bao gồm là một phòng khách, một phòng bếp và một phòng vệ sinh phụ. Toàn bộ cái hệ thống trần thạch cao cũng như là đèn led này đều đã được hoàn thiện xong hết. Sử dụng hệ thống gạch lát nền là gạch granite 60-60 loại 1. Đấy, thiết kế phòng khách rất là rộng, rất là thoáng. Toàn bộ không gian của phòng khách và phòng bếp này sẽ được ngăn cách bằng hai cái vách CNC này đây. Một vách là ở khu vực cầu thang và một vách là ở khu vực bếp. Đấy, sau đây là mời mọi người tham quan ở phía bên trong cái khu vực bếp của tầng 1. Toàn bộ cái hệ thống tủ bếp này được chúng tôi là thiết kế tủ dạng chữ N, sử dụng chất liệu là gỗ acrylic chống cong vênh và mối mọt. Đấy, thiết kế rất là hiện đại. Mọi người có thể là nhìn qua đây, cái hệ thống chậu rửa và vòi rửa là sử dụng là hàng nhập khẩu Hàn Quốc inox 304. Toàn bộ cái hệ thống gạch ốp tường mosaic này và cái đá ốp mặt bếp này đều đã được hoàn thiện xong hết, đều là sử dụng những chất liệu cao cấp cả. Và ở phía tầng 1 của chúng ta là sẽ có một nhà vệ sinh phụ. Đấy, bên trong nhà vệ sinh là sẽ có bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và có cả cái hệ thống máy bơm nước tổng cho toàn bộ ngôi nhà. Đây, mọi người có thể là nhìn qua toàn bộ cái không gian của tầng 1 đây. Đấy, từ trong bếp nhìn ra không gian rất là thoáng, rất là rộng. Và ngôi nhà này đang được chúng tôi chào bán với giá là 2.550.000.000 đồng. Đấy, sau đây là tôi mời mọi người đến tham quan ở phía bên trên tầng 2 của ngôi nhà. Thiết kế cầu thang là sử dụng là tay vịn là bằng gỗ lim Nam Phi. Mặt bậc và cổ bậc là dùng đá granite hàng loại 1. Với diện tích là 30m2, thiết kế là mỗi tầng là một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Đấy, cho nên là cái diện tích của cái phòng ngủ rất là rộng. Đây, mọi người có thể là nhìn qua đây. Diện tích phòng ngủ rất là rộng luôn. Chúng ta là có thể kê được giường ngủ, tủ quần áo, bàn làm việc, bàn trang điểm. Và mỗi một tầng, mỗi một phòng là đều có cửa sổ mở ra bên ngoài để lấy ánh sáng và không khí cho toàn bộ căn phòng đây. Bên ngoài là sử dụng là cửa nhôm kính và bên trong là sử dụng là bằng cửa sắt hộp sơn tĩnh điện, đảm bảo cái tính an toàn và tính thẩm mỹ cho ngôi nhà. Tất cả những hệ thống lỗ chờ điều hòa và dây điện chờ điều hòa là đều đã được chúng tôi thiết kế sẵn. Đây, mọi người có thể là nhìn qua lại toàn bộ cái không gian phòng ngủ của tầng 2.
Cửa thông phòng là sử dụng là bằng cửa gỗ lim Nam Phi, rất là to, rất là rộng. Và đây là cái không gian của phòng vệ sinh ạ. Đấy, toàn bộ hệ thống gạch ốp tường chúng tôi sử dụng là gạch ốp kích thước là 30 x 60. Ngày tắt đèn là sử dụng là gạch kích thước 30 x 30, hàng chống trơn và tất cả đều là hàng loại 1 ạ. Trong nhà vệ sinh thì đã có đầy đủ hết toàn bộ cái hệ thống sen vòi, hệ thống lavabo, hệ thống bồn cầu, vòi xịt và những cái hệ thống gương phụ kiện đấy, để treo vắt khăn các thứ đều đã đầy đủ hết. Sử dụng cửa thông phòng là bằng cửa nhôm hệ. Tiếp theo đây là tôi mời mọi người tham quan ở phía trên tầng 3 và tầng 4. Để thiết kế của tầng 2, tầng 3 và tầng 4 là sẽ tương tự như nhau. Mỗi một tầng là chúng ta sẽ có một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Đấy, không gian rất là thoáng, rất là rộng. Mọi người là có thể là kê đồ đạc rất là thoải mái luôn. Đây là tầng 3. Tiếp theo đây mời mọi người tham quan phía trên tầng 4. Ngôi nhà này thì nằm ở khu vực trung tâm của quận Hà Đông, rất gần với lại những cái khu vực hành chính, chợ Hà Đông, sân vận động Hà Đông, trường học, bệnh viện. Đấy, đầy đủ tất cả những cái tiện ích cho cơ bản cho gia đình chúng ta là có thể sử dụng. Thiết kế rất là hợp lý, 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng thờ, 1 sân phơi. Có khu vực để ô tô riêng. Đấy, và xe để cách nhà chỉ khoảng tầm 15 mét thôi ạ. Đang được chúng tôi chào bán với giá là 2 tỷ 550 triệu đồng. Đây là khu vực trên tầng 5. Thì chúng ta sẽ có khu vực này là để máy giặt. Đây là khu vực phòng thờ. Đó, đây là khu vực phòng thờ. Và đây là khu vực sân phơi. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy là xung quanh là dân cư ở rất là đông, nhà ở rất là cao tầng, rất là nhiều nhà cao tầng và chung cư, không khí rất là thoáng. Với giá 2 tỷ 550 triệu thì là bên công ty là sẽ hỗ trợ toàn bộ những cái chi phí sang tên sổ đỏ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng đối với những khách hàng có nhu cầu. Thì mọi người nếu như mà cần mua nhà thì có thể liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình 0983 013 403 hoặc 0888 041 444. Mọi người xem video nếu như mà thấy hay và có nhiều thông tin bổ ích thì nhớ like và chia sẻ video cho nhiều người cùng biết. Xin chân thành cảm ơn.